Không thể phủ nhận vẻ đẹp và sự choáng ngợp của những bậc thang vàng óng mùa lúa chín ở Mù Cang Chải trong những ngày thu này. Vài năm trở lại đây, khi du lịch phát triển, Mù Cang Chải thu hút được nhiều du khách hơn. Nhiều đặc sản của địa phương vốn chỉ phục vụ người dân trong dịp này đã và đang được chính những người dân bản địa thương mại hóa, biến chúng trở thành những món quà đặc sản không thể quên của mỗi du khách. Cốm nếp tan là món ăn truyền thống của người Thái ở khu vực đèo Khao Phạ. Thế nhưng vài năm gần đây, nhiều gia đình đã biết phát triển thành nghề. Cốm trở thành đặc sản và là sản phẩm hàng hóa. Khi lúa trên nương bắt đầu chín, mỗi ngày hai vợ chồng anh Đường Văn Trài có thể làm được 15 kg cốm. Ngày xưa là không có danh hiệu cốm. Bây giờ thì trên đất Cao Phà thì cũng có thương hiệu cốm rồi. Bây giờ ai cũng biết đàn và biết sản xuất cốm, ra cốm rồi. Các nhà tự bảo nhau làm, nhà nọ nhìn nhà kia nhìn nhà nọ nữa. Ngược lên phía trên, nơi có rượu thóc Lạp Bán Tẩn nổi tiếng xứ Mù Cang Chải. Đây vốn là đặc sản riêng có của đồng bào Mông ở Lạp Bán Tẩn. Họ chỉ làm để uống trong gia đình và các dịp lễ Tết của người Mông. Vài năm gần đây, gia đình ông Hàng Chứ Kế đã phát triển thành nghề nấu rượu quy mô lớn nhất Lạp Bán Tẩn. Tôi thì tôi nấu được 3 năm nay rồi, nhưng mà thường là chú nấu cho bán cho xung quanh nhà anh em mình ở đây mới. Nhưng mà mấy năm nay thì đang có khách du lịch thì chú đang nấu rượu phục vụ khách du lịch để từ tháng 9, tháng 10 thì chú để bán cho khách du lịch. Cốm hay rượu sẽ được tiêu thụ ngay tại địa phương bởi những khách du lịch tới thăm Mù Cang Chải. Những đặc sản này còn được quảng bá mạnh nhờ các gian hàng trong những phiên chợ vùng cao do huyện Mù Cang Chải thường xuyên tổ chức. Khách đến đây thì chủ yếu là rượu thóc. Năm nào đối với cái gian hàng của Lạp Bán Tẩn thì là nói chung là chỉ toàn rượu thóc. Thì là nói chung là mỗi năm đấy thì là bán chỗ Lạp Bán Tẩn thì là cũng là gian hàng của Lạp Bán Tẩn thì cũng được trên 40 triệu. Ngày nào cũng có nhưng mà không như mấy hôm dù bay dù đường như này. Mấy hôm dù bay dù đường có rất nhiều khách du lịch và cũng bán được rất nhiều cốm. Vui không? Cũng vui, nhà cũng phấn khởi thêm tí. Càng ngày có càng nhiều khách du lịch đến thì càng bán được nhiều, càng phát triển hơn nhiều. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải, đến nay cả huyện đã phát triển được gần 30 sản phẩm hàng hóa đặc sản, trong đó có một số sản phẩm đã được đăng ký nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý như quả sơn tra. Ngoài ra, những sản phẩm đặc sản như rượu Lạp Bán Tẩn, cốm Cao Phạ, gạo, bí đỏ, mật ong hay măng ớt cũng đang được nhiều người tiêu dùng khắp nơi biết đến. Ở đây có cái sản phẩm cũng khá nổi tiếng, đó là rượu thóc Lạp Bán Tẩn. Mình uống thử mình thấy rất là ngon. Thì có thể là mình sẽ mua một ít để mang về để làm quà. Trước kia thì không có đâu. Thì bây giờ thì người dân cũng đã biết là mang cái sản phẩm ở nhà mình ra để làm hàng hóa để buôn bán, để bán cho du khách. Khi mà họ đem ra thương mại thì nó vẫn giữ được những cái bản sắc riêng và những cái tính chất riêng, thì tôi nghĩ đấy là một đặc điểm rất là tốt. Với lợi thế tự nhiên, du lịch Mù Cang Chải đang hứa hẹn nhiều khởi sắc. Cùng với đó, địa phương này cũng đang đẩy mạnh phát triển thương mại hóa các nông sản đặc sản của vùng đất này. Vâng, như vừa rồi nhà báo vừa chia sẻ thì nhà báo đã có nhiều lần đến thăm và công tác tại các địa phương ở vùng Tây Bắc, thì chắc chắn là nhà báo cũng đã được thưởng thức hai đặc sản của Mù Cang Chải, đó là rượu thóc và cốm. Thì không biết là nhà báo thấy hai đặc sản này như thế nào ạ? Ở Mù Cang Chải thì nếu ở Mù Cang Chải thì thực ra có rất nhiều cái đặc sản. Đấy, đặc sản đấy có sơn tra, có mật ong. Đấy, thế và có cốm, có rượu. Tôi được nhận cốm của các bạn đưa cho ở Mù Cang Chải mang về thì bây giờ thì thấy là 10-10 là không có pha bất cứ thứ gì. Đơn giản là nhìn nó biết ngay là thế này. Hạt cốm nó xanh không đều. Tức là có hạt xanh, có hạt hơi xanh ngà, hơi ngà, có hạt là hơi trắng trắng. Tức là thóc như thế nào thì giã như thế. Còn cốm mà anh nhìn thì cứ xanh mướt từ đầu 100 hạt như một. Không có cái lúa nào mà 100 hạt như một được. Ở đấy chắc chắn phải nhuộm rồi. Hoặc là phẩm màu, hoặc là nếu mà tự nhiên thì dùng lá rong giềng giã ra, lọc lên nước cũng không độc hại gì. Nhưng nó tạo ra xanh mướt đi.
xanh mướt nhưng mà đồng đều 100% thì không thể nào không có thóc nào được. Cho nên ở đây thì thấy là bà con ở vùng Mù Căng Chải là làm cốm là đúng làm thật đấy. Tức là nhìn một mẻ cốm nó không đẹp mắt nhưng ăn thì nó rất đậm và cái lúa nương thì nó rất đậm. Thế còn về rượu thì tôi thì cũng phải nói thật với chị, tôi con trai cho nên là cũng hay uống rượu. Đấy là tôi phải thú thực với chị thế, thích thưởng thức rượu, có thể không nghiện nhưng mà cũng thích thử các loại rượu. Thì rượu thóc của vùng Tây Bắc cũng là một loại mà để cho các nhà ẩm thực phải nghĩ ngợi về. Tức là cái kỹ nghệ thì rất là đơn giản thôi, người ta luộc thóc lên đấy, xong phơi một chút, xong lại luộc lại lần nữa, xong ngâm, xong rồi cho giải men. Và công nghệ cao nhất của họ vẫn là cái men, bí truyền của họ vẫn là men thôi. Còn quá trình cất rượu thóc này thì nó cũng giống như người miền xuôi cất theo phương pháp phổ truyền, tức là dùng một cái gốc cây gỗ rất to, người ta đục một cái, nhờ mình gọi là cái chõ đấy, thế xong nó trong đặt một cái bàn như cái bàn tay ấy, thế để hứng gì đặt trên này một cái chậu nước lạnh, một cái chảo, gọi là chảo nó lạnh, xong bắt đầu đun thế nó cất ra rượu đây. Thì sau khi nghe nhà báo tả thì tôi đoán là đặc sản ở đây thì cũng đáng nhớ và gây ám ảnh cho người thử cũng như là người đã từng đến vùng đất này, cũng như là cảnh tượng núi rừng ở đây vậy. Và trước đây thì tôi được biết là người dân ở Mù Căng Chải chỉ sản xuất cốm và rượu để phục vụ đời sống cho gia đình và cùng lắm là giao thương buôn bán ở trong làng thôi. Tuy nhiên khoảng vài năm trở lại đây thì họ đã bắt đầu biến những đặc sản này thành mặt hàng nông sản đặc sản của địa phương để sản xuất và bán cho khách du lịch. Vậy thì nhà báo đánh giá như thế nào về sự đổi thay này ạ? Tức là kinh tế thị trường đã bắt đầu đấy, vươn tới nơi nào mà khi du lịch họ đến thì có nhu cầu thì người dân phải phục vụ đấy, đúng không? Thỏa mãn mọi nhu cầu mà chúng ta thế. Mà đã làm du lịch ấy, thì anh phải làm sao trình những cái hay nhất, cái đẹp nhất của anh ra. Đấy, phong cảnh thiên nhiên thì có rồi, thế là tay nghề của anh như thế nào? Đấy, tôi nghĩ rằng là những cái vùng này thì về vấn đề trang phục này của người Mông này, có thể trồng lanh để dệt vải, tạo ra những cái túi thổ cẩm, rồi những cái trang phục của người Mông rất là đặc trưng. Xong đó là cái quá trình ẩm thực. Xong tiếp nữa là chính những cái vùng này ấy, là phải trồng phát triển những cái cây trồng ôn đới vì cái khí hậu nó rất là thuận tiện. Đấy, táo này, lê này, mận này. Đấy, ở đấy đã bắt đầu rồi, bây giờ tôi đã bắt đầu rồi và điều đó tôi thấy rất mừng. Ở cái vùng Mù Căng Chải hiện nay đã bắt đầu phát triển một số cây ôn đới mà bà con đã có thể thu nhập, có gia đình một năm thu được khoảng 40 triệu từ tiền bán đào và mận đấy. Thế là điều rất mừng. Cho nên cái việc mà phát huy những cái sản vật ở địa phương họ có lên một cái tầng mức cao hơn, đó là bán được cho du khách thương mại, thì đấy là điều một chúng ta rất mừng. Nhưng nó cũng phải cảnh báo lại một điều là cẩn thận nếu mà anh tham quá. Đấy, trong quá trình nấu rượu, cất rượu anh tham quá mà anh lại dùng một công nghệ nào đó thì anh lại mất đi bản sắc của anh, thì đấy sẽ là điều thua thiệt. Nếu chỉ cần một, hai gia đình làm như thế là cái danh tiếng của cái rượu thóc của anh lại sẽ bị mai một đi ngay lập tức. Vâng, tuy nhiên thì để thương mại hóa và nâng cao giá trị cho hạt gạo được canh tác từ ruộng bậc thang thì Yên Bái cần phải có những hỗ trợ và những giải pháp như thế nào để có thể phát triển một cách bài bản và đồng bộ? Trước đây thì cái vùng Mù Căng Chải nói chung trước đây tất cả các ruộng bậc thang trên đấy thì đa số cấy bằng những giống lúa địa phương năng suất nó không ổn định. Thế cho nên là bà con là rất nghèo, mà Mù Căng Chải là một trong huyện rất nghèo nhất cả nước mà. Thế nhưng mà sau này thì có những cái giống lúa mới về. Đấy, thế thì quan trọng nhất là ở những vùng đấy tỉnh Yên Bái phải khảo nghiệm xem những giống lúa nào đạt được chất lượng cao nhất ở ruộng bậc thang trong cái bộ giống mà sẽ đưa lên để cho bà con phục vụ trong vấn đề sinh hoạt là một này, hai nữa là cái chính là để chế ra cốm và chế ra rượu những loại đặc sản địa phương, thì phải chọn nguyên liệu này sẽ là quyết định, mà nguyên liệu đầu vào nó quyết định. Anh phải chọn ra loại thóc ngon nhất đấy, nhưng nó phải thích hợp với vùng đất này, chứ nếu mà nó lại sâu bệnh, lại phun thuốc trừ sâu thì lại hỏng mất, nó lại mất đi tất cả những cái gì mà chúng ta đã làm rất tốt đẹp, nhưng đôi khi chỉ một vài thao tác mà anh có thể lại bất hỏng. Đấy, cho nên là tỉnh Yên Bái đầu tiên là đưa khoa học kỹ thuật vào. Đưa khoa học kỹ thuật thì phải đưa một cách khách quan, sẽ khảo nghiệm một tập đoàn giống cho miền núi gồm những giống gì tốt nhất, thích hợp nhất cho vùng này. Sau đó từ đấy sẽ hướng dẫn bà con canh tác đạt năng suất cao nhất. Từ canh tác cao nhất như thế bắt đầu tiến hành quá trình chế biến là một, tạo lên thương hiệu của Mù Căng Chải là một vùng sản xuất rau củ quả sạch. Đấy, bởi vì đấy hoàn toàn có thể làm được, mà tôi nói chị hoàn toàn có thể làm được điều đấy để phục vụ khách du lịch đến đấy và có thể đưa làm thương mại trên cả nước để tạo ra thương hiệu của mình. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của nhà báo Trịnh Bá Ninh.